Đâu là mồi nhậu bữa cay. Chim cút, củ cậu. Úp nước mắm, chiên. Hấp với hấp hành. Hấp hành hôm nay thì chiên củ cầu hấp hành với một món gì xương xương nói gì phải không chiên đang chiên cái chổng lấy ra ra luôn vậy chiên nhà nhậu. Trời chiến mưa tối quá. Uống nguyên một bình rượu sầu đâu luôn hơn con xăng. Uống nguyên thùng rượu sầu đâu luôn. Sầu đâu rồi dầu thứ này cũng gì kiểu gì nổi không? Để kha mà. Nè quay cái đọc này nè, ta nhìn ta mới biết. Mày nguyên uống gì? Thùng rượu sầu đâu? Đâu. Uống một bình sầu luôn á. Trời cái này, này tối quá. Đi dưới trời, đi luôn. Chết đi cao đi nữa đi. Quá. Rồi, anh em mình sướng sướng. Sao gì không? Chú ơi. Dạ, con dạ anh dạ. Đây mấy ông thợ hộ. Dạ, cái kia mình quá. Dạ. Hết luôn. Họ đang làm cái nhà luôn à. Nhà sửa, nhà đồ thiên thương là đều làm thiên thương cho anh. Cái chua chấm cái này là ngon lắm. Cái này cũng được. Cái này cũng béo mà. Mặn rồi đó, được rồi. Chắc bữa nay mình xương xương cái ly vũ đế này hết nay có tao lấy nhầm cái ly vũ bự ly này bự dưới ta đúng luôn rồi trong nhà uống ly bự luôn hả đúng luôn rồi vô nè đây kia đi uống với nhầm ly ra đây kia mới đi chiên này ăn được hả mở tâm muối chưa đúng gì vừa lại quay phở muối muối chấm này nè vừa ăn rồi đó ăn một bao rồi nó cũng dày nữa là ừ cái gì mới ngon ơi mấy con tơ rất mềm quá nãy cũng con tơ chị nhiều hơn hết rồi không thấy là gà mới nó mới có trứng à cũng như là vậy của nó mà nó kiểu như mấy cháu quá không thể không lộn con này mắt không dạng tại bữa rồi mà thôi thì cái này lên sư tổ ngon gì bất lộn con này mắt không nên cứ tụi mặn ngậu lại không biết mặn rồi ông cho mặn tao con một mình ông ăn à con hô tụi mặn biết thôi mời cả nhà dùng với anh em mình cái đầu ra bộ câu chiên nước mắm không chưa bắt nhỏ thôi ăn lần một ăn mấy một câu cái mềm quá này hấp hành muốn hành chơi hành ăn tối hành được chơi nội tôi nó hành cả là hành nổi. Cái vàng cái này cái vàng cắm ông đâu mãi mãi luôn đâu có cậu mình bữa cậu mấy đứa mẹ nằm xấu nằm thêm nữa có bắt bút đi mà thấy rồi nghe đó này bữa nay dốc nhiều dữ ra tối rồi nhanh dữ cả vô ra sầu đậu ấm nó đậu luôn sầu đậu thầy đang thầy dữ liệu cái đâu thầy đi sáng giọng nó nhiều ngày xuống đậu á sáng làm tôi uống rồi cái này để tôi biết câu nè tôi biết gà bỏ lại cái này một cái này một câu à mấy gà dạ con có con gà nữa đầu hai. Cho con lại tôi làm gì sửa tủ ghế này đi vô không nào được thì nấu trước nha để tay về mới cái tự là không được đó. Dạ. Vô con tao dọn dẹp sửa tủ ghế gì đó đúng mực đúng nước vậy không? Để vô để qua để ông tính nhà hơi to đi mai cho tụi mày ăn ở trong nhà. Bây giờ vậy đó mà. Lấy cái thau không? Dọn.
Tôi tính cậu ba lấy cái miếng tiết tôi chim vô được không? Tôi thấy nó đổ rồi, đổ ở đâu? Xác ở dưới là miếng ngói à, cái đầu dưới này nè. Cái đó giờ thì chim miếng tiết vô, nó chảy xuống nó đủ mẹ ơi, hôm nay là phải nó chảy xuống đó rồi. Không lẽ là mình đang mưa? Để mình chạy cho nó xe anh ơi. Cái bờ là ngồi đó, nó như mặt đất lên cái bờ. Bờ rồi, bây giờ nó mưa nè. Cái chân khác lấy cái thang cũng chim. Mưa lấy đồ không đỡ bây giờ. Sao không được? Vợ mình nhậu cũng có mấy ly hen đó nha, còn mấy anh em còn chú Năm với cháu đồ với Nhân đồ ngồi nhậu chiên xương bữa nay cũng sửa mấy giờ sửa nhà mình với bữa nay là lọt sửa nhà của ông già mình nữa, rồi mình nói ngay mình không có quay gì hết trơn á, bữa nay mới nhậu chiên xương rồi mình làm chiên xương với anh em chút. Nhà đó là nhà thao lao luôn mà bây giờ mình sửa lại thao lao với căm xe chắc đồ rồi nói bây giờ mình sửa lại. Anh vợ ông về rồi tại vì cháu ông bệnh. Cái đọt bào xong rồi nó có vé con này con kia lên luôn nha. Rồi
thấp dữ luôn nha. Cửa tao cửa hồi đó thì giờ nhà có cái nó hai nơi thấy cái rố cửa tao lao cửa chết được nó đang cửa tao lao còn là tao tính là còn cái dạng đôi dạng thường rố á là cái cắt trụ mà hai nhà rồi cái cắt mà nó không vô nó cũng không vô cây nó lộn vô cây mất luôn cái này lộn mà rồi bên kia cây nó lộn vô cây bằng hai cây hai ba cái khuôn mà lộn vô hai cây nó lộn vô hai cây, nó cây, nó cây. Chứ không phải là cây giỡn, mà nó lộn. Không phải. Mấy ông nói thôi ông hơn nhà bụi cửa nhà tôi thôi ba mặt còn. Cửa thường nhân kìa. Ông bậy rồi, nhiều năm rồi. Ông nhà tôi cắt, tôi nhiêu tuổi rồi, nhà nhiêu năm đó. Làm cho cái cây thở bằng. Nhà cắt nhiêu năm mà nhà tôi cắt. Không có bị giọt mưa không? Làm giọt mưa, cái cửa trong này, cái cửa này. Đau đâu quá, đâu đâu, đâu đâu, đâu hướng được với. Không đâu, làm sao có gặp đâu. Không đâu, là ông thở mặt là ông đang phải đâu, đâu đâu ta biết làm hư lắm ơi. Hồi trước á, ha. Ê, ba Sơn. Ở trà keo. Ngực buồn chân. Ủa, đó mà bị rút. Rồi, cửa, cửa mà cái lá một hư. Nhưng mà cái cây đốt ngang á. Cái đốt ngang á. Cái đốt ngang á. Cái mở ra rồi, ông năm tháng á. Ông năm tháng ông năm biết nè. Biết. Là ông này thôi gặp đó mà còn một hư kìa. Không nói chuyện không hiểu hơn. Là hai lượt tao lao đi tao trắng tao cơm rồi. Rồi má. Cơm mà khó hàng cũng hồi đó tao bào tao như này. Tôi bán cũng là tôi mua bạc có bán tôi bán cái nhà tôi bán bạc tao không. Tôi mới đem lên đó nha. Rồi đó hãy cầm cho cắt cái án rồi đứng rồi. Tao thấy nhà tôi vậy đó. Tao là gặt gì tao lao tao bán. Tôi pha tôi dắt nhà tội đưa cái dạng dán tôi còn không kịp lắm rồi mày biết cửa nó thao lao là cửa nhà đó đúng cái thao lao nó cứng hơn từ này nó 50 năm là nó sắc tỷ trong một ra từ có một ra đó nó tối tàu kỳ rồi cái nó bắt anh chịu thật rồi kia nó ăn là cái gần cái năm làm rồi cửa đều chậu luôn cái nè không tắm giữa như thế nha mà lâu quá không gặp mặt hai gầu ra mới gặp hai gầu nha ok vô cái nhà cửa ông làm về vợ cô ấy biết nào hư nó lao mấy chục năm rồi đó sớm giờ ngậu một quên mời hai chồng cả nghỉ tôi với anh Long Heo tôi nói trời ơi em Long Heo thôi em Long cái này nó yếu quá yếu vậy thôi mà không mệt thôi cái này nó ốm á mà không có nó có bà thấy có chắc bởi vì làm nó có tiền mà làm như nó bị quá chắc thì con có chắc ăn không được ăn ngủ không được phải không không lạnh không phải có chắc quá đó quá đó giờ nhà có đông bi ngang cửa nhọc bàn nó thôi không được nó bán coi cái liền nó mỉm lại lớp này nó đủ rồi đó không phải nhà đông bi đó làm tôi chồng nhiều với nhiều bên này tôi gần ăn một câu dài nó vừa vừa đừng có dạ quá cũng như vừa 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 gì đã bây giờ ta để là một con tơ lại mà không chứ thì gà gà ngon gà thì nước dừa vô tiên nước dừa ừ thì là ngon nhất luôn thì vô tiên nước dừa chặt cái gì cũng cài vô tiên vừa để mấy ngon này lúa hết luôn rồi bốn cò trời ơi tôi đang cái gì cũng được ông tài bắt cũng đưa tôi đều ăn tôi làm biết nó biết bắt đâu bắt ảnh đưa tôi đâu mà bắt lừa tôi luôn đó tôi nói không tôi đâu biết mà chính trị mẹ nó vậy bắt cái gì bắt này nè đó mẹ để tôi bắt tôi lấy con con chia con nhậu ra tôi nó không mà tôi làm biết thì anh vô bắt khí anh vô bắt anh lựa anh nói vậy chứ lựa gì mỗi lần anh muốn nhậu nha là anh muốn cho ai cũng kêu tôi ginh đụng phải có mẹ anh kêu luôn mà tôi không biết rồi tôi không vậy là tôi nói chung là bữa nào muốn bắt con bắt tôi hai con cái gì nhà tôi bữa nào có đám nó vậy bơi có đám thì giam nhậu luôn bơi ra nó đám đủ cũng như giấy tờ tôi không có đủ ông ra máy chơi với mấy đứa mấy đủ chẳng được mặn có kịp đâu mà đi nhà nó tùm lum đó ở đây người ta mạng người tôi bỏ đi tôi nhậu hả không lính đi
chú ăn về vô nghe trong bác sĩ gì đâu trời ơi bữa nào chia coi coi á con hay con nó tới mấy chục lắm mấy chục bằng quay có chi là mua về một bài là ăn đẻ phải không có một con trời ơi mặt thịt chia vô tổng mấy con cô làm nguyên một bậy để dặn nhậu không á dễ gì để tao trời tao mua đủ cái này tao mua đủ làm nguyên một bậy á tao mua để dặn tao nhậu á hỏi có chi không chi đâu mà đỡ tụi mà thiếu mấy tao nhậu nữa không về mấy nó đang nghĩ tao đưa bán hàng nhậu đó mấy con mua cái này nó mua cho mày cặp đó một cặp đó là có 200 thôi mà một con tơ mà một con gà đó nó la cái bộ con gà đó một con gà là cho nó kia nó bán được con 40, 30, 40 nhiều không nó thiếu mà nó ăn nhiều thiếu quá là cái gì phải không cá gàng con gàng đó là ông nấu cháo rồi đó ha được hả không có ông ăn rồi không không biết là công nghiệp mình không chuẩn bị mất ba bữa đó mua điện con 40 ngàn con vợ dài dữ nè mấy đứa nè cái này mà hỏi ông coi mặn ra là nó có mỡ mà nó lại mỡ là con gà không không có nó giống mặn luôn mua một con nó làm đi đi mua 40 ngàn gì mà ra rồi mua con 40 ngàn một con gà ăn đi con đâu ông ăn rồi dạ, đau rồi dạ. Nó gặt mới ngon. Lại nó không? Lại đó cho nó gặp luôn rồi đó. Nó gặp mới ngon, cái lại nó không? Lại nó mày về tao mua đây về nhậu. Đủ món mua là nguyên một bậy rồi đó, nguyên một ổ vậy ha. Con dài mấy tao làm bát để tới giờ thì nó mẹ làm gì ăn? Trời ơi, con một nữa nó. Con nữa. Rồi, con vợ một con một là dư ăn rồi ông ơi. Ngày mai đi. Nó mình ăn ăn hả? Con một là dư rồi. Vậy thôi bây giờ mấy anh em mình uống đi để nữa cũng tạm biệt cả nhà đó nhờ okay. Nhờ lúc sau nha thôi bây giờ anh Nhân mình nói gì với bà con mình cái coi nói gì giờ lâu lâu cũng mình anh em mình đã sốt mình là cái mình đặt nhậu đồ chơi thôi chứ biết nói gì giờ bây giờ mình uống đi nè cũng tạm biệt cả nhà xem rồi thấy hay mình cho mình một like một đăng ký một chia sẻ đó hơn cả nhà nhiều nha mình chúc cả nhà xem clip nha đời sống cho đêm hay vô vui vẻ và làm ăn thành đạt cho cuộc sống hết nha nên mình cũng tạm biệt cả nhà hàng cả nhà lại clip sau nữa nha cũng như này chia tay tạm biệt chứ không phải là chia tay bữa nay với hai câu có xuất hiện cả nhà cũng không cảm hai câu không có xuất hiện ít lắm không muốn ăn tạm biệt cả nhà ha hẹn cả nhà lại mình clip sau ha cho hai con á hai con